Quá phấn khích, ngôi sao bóng đá Manchester United từ chối cả thế giới, chọn Việt Nam là nơi muốn đến thăm. Xin chào các khán giả đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, thời gian gần đây, Việt Nam bất ngờ trở thành một tâm điểm của Đông Nam Á khi liên tục thu hút nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới đến thăm thú và biểu diễn. Chẳng hạn như nhóm nhạc Blackpink của Hàn Quốc, rồi đến ngôi sao âm nhạc Charlie Puth đến từ Mỹ. Chưa dừng lại ở phạm vi làng giải trí, thật ngỡ ngàng là ngay cả các ngôi sao bóng đá với lịch trình tập luyện thi đấu rất dày đặc cũng bị thu hút bởi đất nước con người Việt Nam. Mới đây, cư dân mạng như bấn loạn khi một tiền đạo đắt giá của câu lạc bộ Manchester United đã tiết lộ Việt Nam là điểm đến mà anh muốn ghé thăm nhất trong thời gian tới. Anh chàng đã gọi tên Việt Nam giữa danh sách gần 200 quốc gia trên hành tinh này. Vậy anh ấy là ai? Và netizen quốc tế có phản ứng như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé! Chàng cầu thủ đình đám mà mình vừa nhắc đến đầu video chính là đây. Chắc chẳng còn xa lạ gì với người hâm mộ môn thể thao vua đúng không ạ? Đó chính là Marcus Rashford, một trong những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới khi đang khoác áo Man United và cũng là tuyển thủ đội tuyển quốc gia Anh. Mới đây, chàng tiền đạo vừa ký hợp đồng với Quỷ Đỏ cùng mức lương cao ngất ngưởng. Sức nóng của anh chàng vẫn đang hừng hực thì thật bất ngờ anh ấy đã có một phát ngôn làm ấm lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Theo đó, trong một video mới được đăng tải trên fanpage hơn 23 triệu người theo dõi của Man United trên TikTok, Rashford được hỏi: "Nơi nào bạn chưa từng đến và muốn ghé thăm nhất?" Suy nghĩ một hồi lâu, tiền đạo này đáp ngắn gọn: "Việt Nam." Có lẽ anh ấy đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra câu trả lời. Nhưng cuối cùng, giữa rất nhiều quốc gia tuyệt vời trên thế giới, anh ấy vẫn chọn Việt Nam làm đáp án. Ngay sau đây, chúng ta cùng xem lại đoạn video phỏng vấn của anh chàng nhé. Marcus, what's your favorite ever memory at Old Trafford? Favorite ever memory was his overhead kick against City. Where would you like to visit that you haven't been to before? Vietnam. Who are you close to in the current squad? There's a few. Terrell, Sanch, Azar, all the academy lads. Bruno, Luke. Yeah, I think everyone's quite close. Do you swap shirts after games? Sometimes, but I like to keep my shirts when I can. But yeah, sometimes. Are there any special ones that you have swapped with? Yeah, definitely. Cristiano, Messi, and then my friends as well. So like Welbs, Jesse, Raheem. Yeah, I've got a lot of good shirts. Do you have any fashion on account? Not really. What's your go-to cheat meal? Caribbean food. What's your least favourite food? Probably red meat, you know. Steak. A lot of your England teammates have said that you're the best at rondos. Is that true? I don't know. I have my bad days. What's the most surreal moment of your life so far? Probably my debut. Yeah. What was it like meeting Obama? Yeah, it was a good conversation, to be fair. It was a good experience. What does the number 10 mean to you? Iconic. What are you looking forward to most about this season? Hopefully lifting trophies. Các bạn cảm thấy thế nào sau khi xem video ạ? Còn mình thì rất vui khi có một ngôi sao bóng đá hạng A lại nhớ đến Việt Nam và dành cho đất nước chúng ta một tình yêu đặc biệt như vậy. Và niềm vui chưa dừng lại ở đó, mình càng tự hào hơn khi bên dưới phần bình luận của video này có rất nhiều những dòng cảm nghĩ đầy thú vị của các bạn người hâm mộ nước ngoài. Chúng ta cùng đọc lướt qua một vài comment nhé. Việt Nam là đất nước tuyệt vời, ai cũng muốn đến dù là một lần. Marcus nói anh ấy muốn đến Việt Nam, anh ấy rất giản dị và có tâm hồn yêu nghệ thuật. Việt Nam là một đất nước tốt. Chào mừng bạn đến với đất nước của Nguyễn. Tôi đã đến đó và nó rất tuyệt vời. Hãy tập trung và thi đấu thật tốt. Đừng để những món ăn ngon làm bạn quên đi cách dẫn bóng nhé. Hãy ăn thử món nem nướng và phở bò. Với tôi, đó là những món ăn ngon nhất của Việt Nam. Lựa chọn rất thông minh. Đó là quốc gia an toàn cho những người nổi tiếng. Tổng thống Mỹ cũng từng thưởng thức đồ ăn thoải mái trên đường phố Việt Nam. So với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ cả Á và Âu, các cầu thủ đến Việt Nam một cách an toàn và tự do. Tôi vui khi bạn chọn Việt Nam. Wow! Vì đâu mà các bạn nước ngoài lại vỗ tay tán thưởng kịch liệt đến thế nhỉ? Có gì khó hiểu đâu.
luôn nằm trong top đầu các điểm đến an toàn và thân thiện nhất trên thế giới. Việt Nam tạo nên ấn tượng khó phai trong lòng khách tham quan và bạn bè quốc tế. Dù đó có là nguyên thủ quốc gia hay là siêu sao bóng đá quốc tế đi chăng nữa, thì Việt Nam vẫn mở rộng cánh tay để chào đón như vậy thôi. Nếu là cầu thủ nổi tiếng thì qua Việt Nam du lịch càng vui. Việt Nam có rất nhiều món ngon nhưng lại rẻ hơn tất cả các nước. Đi dạo khắp nơi mà chẳng phải sợ chiến tranh bạo loạn hay nổ súng gì. Cũng vì sự ưu ái dành cho Việt Nam như vậy, đến nay màn hỏi đáp trên TikTok của Rashford thu hút hơn 1,4 triệu lượt xem, hơn 170.000 lượt thả tim và hàng trăm bình luận. Trong đó không ít cổ động viên Việt Nam để lại ý kiến. Rất nhiều cổ động viên Việt Nam đã tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho Rashford nếu anh thực sự tới đây. Nhiều người hâm mộ còn tuyên bố sẵn sàng ra sân bay và dành cho anh màn đón tiếp nồng hậu, không khác gì các idol K-pop nếu có cơ hội. Cùng xem các anh em Việt Nam đã bình luận thế nào nha. Đến Việt Nam nhớ vượt Hà Giang nhé, Marcus. Một cổ động viên bình luận bằng tiếng Anh. Người Việt Nam luôn chào đón anh. Một người khác viết. Về Việt Nam đi tiến sĩ. Một người hâm mộ gửi lời mời cho chàng cầu thủ, gọi là tiến sĩ vì anh chàng đã từng nhận bằng tiến sĩ danh dự ở Đại học Manchester vào năm 2020. Những người khác bình luận. Anh trai đến Việt Nam, em mời chầu bún đậu mắm tôm ăn cháo quen nhé. Ông anh về Bắc Ninh nghe quan họ giáo duyên nhé. Tới Việt Nam đi bạn, tôi đưa bạn đi làm ngay tô phở Nam Định. Gần 80% dân số Việt Nam là fan của Man United. Chào mừng đến với Việt Nam. Người ta nói muốn đến Việt Nam du lịch chứ không phải đến tham gia các hoạt động bóng đá. Có khi ẩm thực Việt Nam ngon quá nên Smalling giới thiệu cho anh ấy sang ăn đấy. Cư dân mạng suy luận như vậy cũng có lý do. Có lẽ Rashford đã biết đến Việt Nam là qua lời kể của những người đàn anh từng khoác áo MU. Đầu tiên là vào năm 2018, Chris Smalling từng đưa vợ du lịch Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Chuyến đi này của chàng cầu thủ nổi tiếng cũng đã từng làm dậy sóng cộng đồng mạng một thời gian dài. Tại Việt Nam, vợ chồng Smalling nghỉ dưỡng trên du thuyền Hạ Long, tắm suối ở Sapa, đá cầu cùng fan tại Hà Nội. Càng thú vị hơn khi Smalling đã có một buổi giao lưu nhỏ với một số người dân bằng hình thức đá cầu. Trên Instagram của mình, Smalling đã cho đăng đoạn video ghi lại cảnh anh tỉ thí với một người dân địa phương kèm theo dòng trạng thái. Điểm đến tiếp theo, Việt Nam, thử trò chơi đường phố với dân địa phương. Trung vệ 28 tuổi có vẻ hòa nhập nhanh với môn thể thao này khi thực hiện những pha khống chế và tăng cầu điệu nghệ. Nhiều người dân đã đứng xung quanh để xem Smalling biểu diễn. Trung vệ Man United sau đó thể hiện sự thân thiện khi chụp ảnh với mọi người. Có thể nói rằng, hiếm có ở quốc gia nào mà một ngôi sao bóng đá có thể tự do đi lại rồi vui chơi thoải mái như là ở Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, tới tháng 9 năm 2022, cựu hậu vệ Patrick Evra của Manchester United cũng đã đi du lịch Việt Nam cùng một nhóm bạn và ghi hình một chương trình truyền hình thực tế. Nhiều cư dân mạng nói rằng có lẽ Patrick Evra cũng đã tạo nguồn cảm hứng cho Marcus Rashford về đất nước Việt Nam. Do đó, người hâm mộ hoàn toàn có thể hy vọng một ngày không xa sẽ chào đón Rashford cùng các đồng đội tại Việt Nam. Hiện tại, tiền đạo này đang cùng các đồng đội Man United tham gia chuyến du đấu trước mùa giải tại Mỹ. Chẳng riêng gì câu lạc bộ Manchester United, cách đây không lâu cũng đã có câu lạc bộ Borussia Dortmund đến từ Đức đến Việt Nam. Họ đã có chuyến du đấu tại Việt Nam và khi đến đây họ đã có những trải nghiệm tuyệt vời. Những bức ảnh và đoạn video sau đây cho thấy sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt của các ngôi sao bóng đá. Trung vệ Mats Hummels tỏ vẻ thích thú với trải nghiệm đi xe xích lô. Xích lô chở anh và các cầu thủ dạo một đoạn qua các phố Lương Văn Can, Hoàng Cân. Còn đây là hình ảnh trung vệ Mats Hummels cùng với một nhóm cầu thủ tham quan khu vực đường tàu Hà Nội. Mats Hummels từng là trụ cột của tuyển Đức. Anh cùng đội tuyển Đức giành chiếc vô địch World Cup 2014. Còn Marco Reus thì đội chiếc nón lá ngay cả khi đã di chuyển lên xe ô tô để về khách sạn. Từ lâu anh đã được công nhận là một trong những tiền vệ tài năng bậc nhất của bóng đá Đức. Và đây là cầu thủ Koulibaly. Anh rất ngỡ ngàng trước tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam, đặc biệt là các cầu thủ nhí. Phải nói là thời gian gần đây, Việt Nam đã hút hồn các nhân vật nổi tiếng vì sự hiếu khách, người dân dễ mến và độ an toàn khi đến thăm. Rất hy vọng rằng Việt Nam chúng ta luôn giữ gìn sự thân thiện và gần gũi hơn để các cầu thủ nước ngoài yêu mến Việt Nam nhiều hơn. Tuy nhiên, không có gì trên thế giới này hoàn hảo cả. Tất cả mọi thứ đều có nhiều mặt và Việt Nam cũng không thể nằm ngoài quan niệm này. Việt Nam đang ngày càng thu hút các du khách, bạn bè quốc tế năm châu về du lịch khám phá hoặc thậm chí định cư. Đất nước hình chữ S nổi tiếng với nhiều phong cảnh đẹp, món ăn ngon, văn hóa đa dạng, lịch sử hào hùng.
Tuy nhiên bên cạnh những điều tốt đẹp, Việt Nam vẫn có nhiều điểm chưa thật sự tốt khiến du khách muốn quay xe. Chẳng hạn như xả rác này, rồi chặt chém khách, nạn cướp vặt, rồi cả văn hóa cuồng thần tượng quá mức chẳng hạn. Phải làm sao để xóa bỏ dần những điều tiêu cực đó thì chắc chắn Việt Nam sẽ ngày càng thu hút bạn bè quốc tế ghé thăm. Chỉ cầu mong sao cho nước mình mãi mãi phát huy sự giàu lòng nhân ái, mến khách mà cha ông đã lưu truyền để không những toàn dân mình được hạnh phúc mà mọi người trên thế giới đến đây cũng hạnh phúc lây, nhất là giới trẻ Việt Nam rất nên học theo và phát huy những truyền thống vô cùng quý báu đó. Còn các bạn cảm nhận gì sau khi xem video? Có ai là fan hâm mộ của những anh chàng cầu thủ tài năng mà mình nhắc đến trong video không? Bình luận ngay nhé! Còn đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn để khép lại video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.